rồi, dịch bệnh Covid quá trời luôn rồi. Dạ. Cũng mong rằng là ai cũng tai qua nạn khỏi, không có ai bị mắc bệnh nữa hết. Dạ. Dừng lại đây được rồi. Vậy là quá khổ rồi. Bây giờ mình xin cũng ở trên đó, đừng có cho bệnh nữa. Dạ. Chứ cũng khuyên quý vị cũng gắng cẩn thận, giữ cho mình, giữ cho mọi người luôn. Dạ. Dạ, xin chào. Giờ nãy thay sơn gắn sơn lại là mình đã có leo lên trên để treo dây ở phía trên rồi. Rất là nhiều trái bàng rụng, những cây nghiêng về phía trong nhà thôi, rất là nguy hiểm luôn á.
bị hơi ngược sáng nên rất là tối, quý vị thông cảm cho mình nha. Một trời chuyển mưa đen hết trơn. Nhiều trái bàn rụng. Hết khu vườn rồi. Rồi nó bị gãy. Rất là nhiều trái luôn.
Giờ mà mình sẽ cưa nhỏ nhỏ ra, sẽ thảy xuống dưới. Vì dưới chủ nhà đã dọn trống ở phía dưới rồi. Mình đang đi xuống. Cứ như vậy là đã hoàn thành rồi.
Hoa xin kết thúc video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận ở bên dưới cho Hoa nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều.